Tình mẫu tử. Tác giả: Đình Lam. Tập 4 cũng là tập cuối. Sau khi trao đổi công việc với anh Tâm xong, Diệu ở lại nhà anh thêm nửa tiếng để nghe anh nói về việc. Lúc Diệu bước ra khỏi nhà của anh Tâm là đã hơn 9 giờ tối, cô bước lên xe của chú tài xế hồi nãy rồi tiếp tục cuộc hành trình đến nhà của bác sĩ Hùng. Lúc cô đến nơi, mọi thứ dường như đã được sắp đặt trước. Diệu không cần trình bày quá nhiều mà bác sĩ Hùng đã hiểu hết và tỏ ra thông cảm cho Diệu không ngần ngại mà đồng ý mọi yêu cầu của cô nửa tiếng sau diệu lững thững từ trong nhà của bác sĩ hùng đi ra lúc bước vào taxi diệu mới có thời gian nghĩ đến những gì mà anh tâm và chú hùng nói với diệu thì ra đôi vợ chồng bỏ tiền ra mua bé mi về làm con mà sư cô Tụy vân đã từng nói với cô là chính là việc và chị thư cô còn được biết là lúc đi du học, việc không có may gặp tai nạn giao thông tuy không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng nhưng đã để lại di chứng mất trí nhớ. Biết hết mọi việc, ngoài sự cảm kích và biết ơn ra thì trong trái tim của Diệu lúc này còn có một chút nuối tiếc khi nghĩ đến việc. Tiếc gì những phút bồng bột của tuổi trẻ, tiếc gì bản thân quá yếu đuối để rồi lâm vào bước đường cùng như hôm nay. Và cũng tiếc gì cái tình mẫu tử của mình quá hững hờ nghĩ đến con gái bao năm qua vẫn luôn sống trong sự yêu thương bao bọc của ba ruột thì cô lại có thêm niềm tin để thay đổi vận mệnh cay đắng của đời mình diệu muốn chạy đến nhà anh thật nhanh để có thể nhìn mặt con gái cho thỏa cái nỗi nhớ thương con da viết đã in sâu vào trong xương máu nhưng khi nghĩ đến mình vẫn còn trước mắt mối thù chưa có trả cô lại ngậm ngùi dừng bước cô sẽ dành một tâm trạng tốt nhất thoải mái nhất hạnh phúc nhất để đến gặp con gái chứ không với cái thân tàn ma dại như thế này đâu sau khi suy tính thiệt hơn diệu quyết định trở lại ngôi nhà mà mình và quang đã sống với nhau mấy năm ở đó cô đã nhận được những lời ngon tiếng ngọt những cử chỉ dịu dàng quan tâm chiều chuộng vợ hết mực để rồi khi cô nhận ra một người chồng mà cô đã từng cho rằng hoàn hảo lại là một kẻ không ra gì, một tên ngụy quân tử sở khanh đòi lúc tri thức. Lúc Diệu đứng trước cửa nhà thì đã hơn 11 giờ đêm, do đã có chìa khóa dự phòng nên cô dễ dàng mở cửa ra. Bên trong tối đen như mực, không có lấy một chút ánh sáng nào. Sợ bị hắn phát hiện, Diệu không dám bật đèn mà mở điện thoại ra soi đường để đi. Cô không dám thở mạnh, bước từng bước rất nhẹ nhàng, rồi cẩn thận gắn hết những thiết bị nghe lén ở vào nơi kín đáo khắp nơi trong phòng. Khó phát hiện ra lắm. Sau khi làm xong tất cả, Diệu cố tình để hồ sơ tham gia bảo hiểm nhân thọ ở dưới chân, rồi tạm ngã người trên sofa mà ngủ đi. Không biết Diệu đã ngủ bao lâu, đến khi giật mình thức dậy, đã thấy bà mẹ chồng cầm nguyên một cái thau nước hất mạnh vào người mình, Bà ta nhìn dịu cất giọng cay nghiệt. Mày đi đâu gần tuần nay không có về hả? Sao mày không có chết bờ chết bụi đun đi? Mày về cái gì nữa? Đi lau nhà! Mấy câu nói này cô nghe đến mức lùng bùng cả hai tay. Chai lì cảm xúc rồi nên thấy bình thường lắm. Nhưng đó là cô cô mấy năm trước. Còn Diệu hôm nay không cần thiết phải nhịn nhục vì cái thằng chồng tồi tệ đó. Cô ngồi bật dậy ngước cái mặt lên ánh mắt sắc bén nhìn bà ta. Tôi mà chết bờ chết bụi thì con gái của bà có nước đi ăn mày luôn. Ai giặt vụ nấu cơm hầu hạ con gái bà? Mẹ chồng hất hàm khinh khỉnh nói. Chắc là trên đời này chỉ có một mình mày là giặt vũ nấu cơm thôi. Không ai biết hết, đúng không? Nói đến đây, bà ta dừng lại mấy giây, nhìn dịu như muốn ăn tươi nước sống rồi nghiến răng nói tiếp. Chắc ta không biết thuê giúp việc hả? Dịu đứng lên, cô cao hơn bà ta cái đầu nên nhìn có phần thắng thế hơn. Diệu nhìn bà ta chầm chầm rồi chụp lấy cổ áo của bà mẹ chồng gần giọng. Vậy thì bà hãy bỏ tiền ra mà thuê giúp việc đi. thì không có cần phải làm nữa. Để tôi coi bà làm gì được tôi. Bà với con trai của bà kẻ tung người hứng. Lúc thì dịu dàng đối xử tốt với tôi. Lúc thì quan tâm chăm sóc. Để rồi sao? Tôi làm chó cho mấy người không công hay sao? Diệu vừa dứt câu là bỗng từ ở phía sau gian lên những tiếng bước chân dồn dập. Đón là Quang nên Diệu bình thản mà đón nhận tất thảy những câu cay đắng sắp dán xuống người của mình. Diệu quay đầu lại đối mặt với gương mặt hộ báo có tên Quang mà suốt trong mấy năm hôn nhân cô hiếm khi nhìn thấy. Hắn hùng hổ đi tới, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào Diệu. Sau đó dung tay lên đánh cô vì muốn kế hoạch trả thù của mình diễn ra nhanh chóng nên Diệu không né mà miếm môi chịu trận. Tên Quang thẳng tay đánh Diệu hai cái trong cái sự ngỡ ngàng của mẹ chồng cô. Còn Diệu thì ngoài mặt, cô ấp ức mà khóc tức tưởi. Nhưng bên trong chính là sự kiên cường không có gì có thể làm lung lay ý chí của Diệu lúc này. Diệu bị đánh, vô tình té xuống ngay bên cạnh hồ sơ bảo hiểm nhân thọ mà việc đã đưa cho cô. Gương mặt giận dữ của Quang lúc này chưa kịp phát tiết xong thì đã biến sắc khi nhìn thấy hồ sơ màu vàng quen thuộc hắn ta xăm xăm đi tới, cầm nó lên và nhanh chóng mở ra coi. Ngay khi nhìn thấy giấy biên lai thanh toán bảo hiểm nhân thọ mang tên Lê Ngọc Diệu, thì hắn đã không có giữ nổi bình tĩnh, xách cả người Diệu lên như xách một cái bao rác. Hắn ta quăng Diệu xuống xí sàn nhà, mắt trắng giả như thú quang. Lão ta hét lên. Nói, cái này ở đâu ra? Có phải là mày ăn cắp tiền của tao để đóng cái bảo hiểm chết bầm này không? Hả? Mày muốn ôm của nhà tao rồi cao bay xa chạy đúng không? Nói xong, hắn liền dung chân đạp cho Diệu một cái, khiến cô đau nhức nối, tốt cả mồ hôi, thở không ra hơi, dù vậy cô vẫn cắn răng chịu đựng, lồm còm bò dậy. Mày mở con mắt chó của mày ra mà nhìn cho kỹ đi. Người làm bảo hiểm cho tao là má của tao, còn người đóng giùm tao hơn 6 năm qua là dì bãi của tao. Cãi, 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 hôm nay tao cho mày chết luôn số tiền trong bảo hiểm này là sẽ thuộc về tao. Hắn nói đến đâu là không ngừng dùng chân tác động vật lý lên người của Diệu bấy nhiêu. Bà Hoa thấy vậy dội vàng ôm hắn lại. Con mà tiếp tục đánh nó sẽ chết người đó. Như vậy thì không có lấy được tiền đâu. Quang như bình tĩnh ra, hắn dừng lại cái hành vi vũ phu của mình. Sau đó nhìn bà Hoa và nói: Bà ở nhà chăm sóc nó đi, tôi đi đây có việc. Nói xong, hắn cầm theo cái tập tài liệu đi thẳng ra ngoài. Diệu nằm giật ở dưới sàn nhà, nhưng miệng thì vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Lòng thầm nghĩ, đánh tao đi, đánh đi, đánh nhiều dao để tao xem coi đứng trước giành móng ngựa mày làm sao để biện minh. Bà qua thấy vậy thì cũng mặc kệ, bỏ vào trong bếp để mặc cho Diệu tự sinh tự diệt. Diệu cố gắng ngóc đầu dậy, cầm lấy cái túi nhỏ đã cụ nát của mình rồi bò vào trong phòng và khóa cửa. Vào đến bên trong, Diệu tìm cách gắn camera vào những nơi mà Quang không để ý. Sau đó cô lại mở cửa ra và gắn hết những cái camera ẩn còn lại vào những căn phòng còn lại để thu thập thêm bằng chứng phạm pháp của Quang. Sau khi làm xong, Diệu cũng không có còn sức lực nào mà trở ra. Cô nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Vừa chợp mắt không lâu, điện thoại lại đổ chuông. Bị đánh đến chón dáng đầu óc nên cô không biết việc đang gọi video cho mình. Nên gắn gượng ngóc đầu dậy lấy cái điện thoại ra ấn nút kết nối theo cái thói quen. Cô cũng không có nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Cô mệt đến mức không còn sức để cầm cái điện thoại nữa nên cứ dậy mà để nó xuống giường. Việc ở đầu dây bên kia đứng ngồi không yên khi thấy gương mặt của Diệu bầm tím muốn làm gì đó để giúp cho cô nhưng lực bất tòng tâm bởi vì đây là khoảng thời gian tốt để anh có thể thu thập tất cả bằng chứng phạm pháp của tên Quang những thiết bị nghe lén anh đã đưa cho cô đều đã được kết nối vào máy điện thoại của anh rồi cuộc sống có Diệu trong hơn 6 năm qua anh cũng cho người điều tra việc giống không có mấy quan tâm đến quá khứ của Diệu nhưng khi thấy cuộc đời của cô thê thảm như vậy thì trong lòng của anh lại không có chịu được như có cái gì đó thôi thúc khiến anh buộc phải làm vậy. Anh muốn biết để sau này có thể thấu hiểu và cảm thông cho Diệu hơn. Đến đây, việc chợt nhận ra cái cớ anh nói ra để giữ chân cô bên cạnh mình mỗi lúc thật là ấu trĩ làm sao. Bà Hoa giặt giũ lau nhà nấu cơm rửa chén lần quần cũng hết buổi chiều. Đến 5 giờ bà ta mới nhớ ra Diệu nên vội vã chạy đi tìm. Tiếng lục đục ở bên ngoài làm dịu bừng tỉnh sau mấy tiếng nằm thiêm thiếp trên giường. Lúc này, cái điện thoại ở trên tay khiến cho cô nhớ ra bác sĩ Hùng nên dội dàng nhắn cho ông ấy một tin nhắn. Sau đó cô cẩn thận xóa sạch dấu tích ở trên điện thoại của mình. Diệu thở hổn hển nằm xuống giường, giả giờ bất tỉnh. Nói thật thì giờ này cô so với người sắp chết còn tệ hơn. Ít ra họ sẽ không có phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa còn cô thì đau sắp chết vẫn không có thể nào bất tỉnh cho được. Khi bà Hoa mở cửa bước vô, nhìn thấy Diệu nằm thiêm thiếp trên giường, gương mặt thì xanh xao như xác chết, tưởng cô bất tỉnh nhân sự nên vội vàng gọi điện cho quan về. Nửa tiếng sau, hắn ta trở về, nhìn thấy Diệu ốm như cây củi khô, da dẻ lạnh ngắt, thì vội giả bồng cô ta ra ngoài. Lúc bước ra, gặp ngay chiếc xe cứu thương đang đậu, nên để Diệu vào trong xe rồi không màng đến để cho cô tự sinh tự diệt. Chiếc xe này là do bác sĩ Hùng nhờ việc sắp xếp vì để tên Quang không có nghi ngờ nên việc sắp xếp thêm một vài cô y tá nữa theo cùng. Diệu được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương. Sáng hôm sau, khi Quang chuẩn bị ra khỏi nhà thì Nam hổ lôi sòng sọc tên báo vào nhà Hùng hổ dọ nạt ép buộc Quang phải trả tiền thay cho cậu mình. Bây giờ mày có trả cho tao một tỷ hay không? Không trả tao cho cả nhà mày đi tù hết. Quang vẫn còn chưa biết cái gì nên vẫn còn mạnh miệng lắm. Hắn tự tin. Ông ta không có huyết thống máu mũ gì với tôi hết. Dựa vào đâu mà các người bắt tôi phải trả tiền. Nghe Quang nói, Nam Hổ bất ngờ cười lớn như vừa mới xem xong một vở hài kịch. Ông ta nhìn trên báo, rồi lại nhìn Quang, sau đó cất giọng mỉa mai. <laughs> dựa vào mày và nó đều là xúc vật đội lốt người chứ dựa vào đâu hả <laughs> nam hổ vừa chất lời gương mặt có quan liền biến sắc hắn ta quay sang nhìn ông báo với ánh mắt sắc bén như sắp giết người đến nơi ông báo thì quỳ bên cạnh nam hổ người run cầm cập không dám hó hé câu nào thấy vậy ông nam hổ liền dung chân đá vào chân báo một cái rồi gay gắt lúc mày năng nỉ tao cho mượn tiền cái miệng của mày lanh lắm mà sao bây giờ câm như hến vậy dứt lời ông năm hơi cưới người một chút nắm lấy cổ áo của ông báo kéo ông ta đứng lên hôm nay mày phải nói ra hết những gì mà lũ súc xin tụi bay đã làm nếu không bằng chứng này sẽ ngay lập tức tới đồn công an ngay ông năm ném tên báo xuống sàn như ném một cái túi rác tên báo run rẩy ngồi dậy mặc kệ đau đớn hắn bò lại dưới chân của ông năm gian sinh lạy lục anh năm ừ, xin ta cho em ta cho mày để mày trèo lên đầu lên cổ ta mà ngồi phải không ông năm gay gắt bực tức đáp năm xưa lũ tụi mày lấy danh nghĩa tao ra làm cái chuyện phạm pháp tao còn chưa tính sổ với cậu cháu tụi mày đó đến đây thì quan đã ngầm đoán ra sự việc nên đã bắt đầu lo lắng nhưng hắn là kẻ gian xảo không có chứng cứ thì cho dù có đè đầu hắn thì hắn cũng không có chịu thừa nhận biết thằng quang này không có dễ đối phó nên ông năm đã ép tên báo nói ra sự thật năm xưa mày còn nhớ những gì mày đã nói với tao hay không báo dạ nhớ nhớ hả nhớ thì trước mặt thằng cháu của mày mày nói ra cho nó nghe đi để tao còn coi nó cứng đầu được bao lâu dạ dạ em nói dứt lời ông báo từ từ ngước mặt lên nhìn quang lấm lét sau đó cúi đầu xuống từ từ nói ra Dạ, năm xưa, vì để có được niềm tin tuyệt đối của con Diệu, quan đáy mạo danh người cứu và đưa bệnh viện vào là chính hắn, sau đó lợi dụng mẹ của Diệu lên thăm nên dàn cảnh chiếm đoạt của mẹ cô ta hết 30 triệu đồng. Không những vậy, khi mẹ Diệu qua đời không lâu, thằng quan nó còn thuê người bắt cóc con Diệu để tống tiền chiếm đoạt hết cái số tiền là 700 triệu từ việc bán cháu ngoại. Nghe tình báo nói đến đây, Nam Hổ là người cứng rắn ngang tàn mà còn trùng mình. Thấy tên báo ngưng, Nam Hổ dọa nạt. Sau đó thì sao? Sau khi lấy được tiền, Diệu bị cưỡng hiếp tập thể rồi quay phim lại. Một trong ba thằng cưỡng hiếp nó có mày nữa phải không? Báo. Tên báo miếu máu. Dạ. Rồi sau nữa? Khai mau. Quang lúc này như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm lo sợ, anh ta nhìn ông báo. Ông cầm miệng ngay cho tôi. Dứt lời, quan định lao tới chỗ của ông báo thì bị hai tên đàn em của Nam Hổ chạy tới khống chế. Mày nói tiếp đi, báo. Nói hết những chuyện xấu xa tụi bay làm. Tên báo lại miếu máu. Sau đó Diệu định tự sát thì thằng quan chạy tới an ủi khuyên bảo khoan dung nên Diệu mới có thể suy nghĩ lại. Sao công an không có trả ra nó? tại vì diệu không có báo công an thằng quang nó làm việc qua trung gian dùng chứng minh giả không có lộ mặt nên không có tra ra được hết chưa dạ hết rồi tao đã ghi âm lại hết rồi đó một là phải đem ba tỷ ra đây hai là đi vô tù hai đó mày tự chọn đi thằng quang nó gào lên trong bực tức mới nói một tỷ bây giờ lại ba tỷ ông ăn cướp hả tao chính là đang ăn cướp đó mày làm gì được tao Quang nhìn Nam Hổ với ánh mắt như lan sói, nhưng chỉ sau mấy giây hắn đành ngậm ngùi xuống nước năn nỉ. Um, ông đợi tuần sau đi tôi sẽ đưa đủ. Ông Nam Hổ tỏ ra hài lòng. Một tuần thì một tuần, sau một tuần mà không có ba tỷ thì lên đồn uống trà đá nha, hai cái thằng xúc vật. Dứt lời, Nam Hổ cười lớn, sau đó quay đầu bước đi ra cửa. Hai thằng đàn em của ổng lại lặng lẽ đi theo phía sau rồi cả ba mất hút sau cánh cửa lớn. Tại bệnh viện, thông qua cái điện thoại, Diệu biết hết toàn bộ sự việc. Đến lúc này, cô chỉ còn biết kêu trời để than thân trách phận, trách mình ngu. Sáu năm ở bên hắn, vậy mà lại không có nhận ra hắn đang diễn một vở kịch đàn ông hoàng mỹ để lừa gạt cô. Sắc mặt Diệu tái nhợt, đau lòng mà thổ quyết. Bác sĩ thấy vậy dội vàng đưa cô đi cấp cứu tại nhà của tên quang lúc này trong nhà chỉ còn lại hai người quang mới có cơ hội phát tiết hết thảy sự bực tức lên người của tên báo bằng những cú đấm cú đá như trời giáng báo cũng không có muốn nhịn nhục nên đứng dậy đánh trả hai cậu cháu như con thiêu thân lao vào phía đối phương cuối cùng tên quang vô tình kết liễu tính mạng của cậu mình bằng một con dao gọt trái cây để trên bàn ngay khi tên báo quỳ xuống sàn thì Quang cũng chợt nhận ra mình đã lỡ xuống tay đâm chết cậu ruột. Trái tim của hắn như ngừng đập, đôi mắt như lan sói, lúc này đã như vô hồn, sắc mặt của hắn trắng bịch. Tên Quang hoảng loạn, dội dã chạy đến bên cạnh ông báo, nhưng khi phát hiện ông ta đã tắt thở, thì hắn ngồi thụp xuống ôm đầu như đang nghĩ ngợi cái điều gì đó. Khoảng 10 phút sau, hắn đứng dậy, lôi thi thể của báo vào trong nhà tắm. Qua cái màn hình điện thoại, việc đã chứng kiến hết thảy, nhưng anh lại không có dội báo cảnh sát mà đợi đến một tiếng sau mới lệnh lùng gọi 113. Khi công an ập đến, thì tận mắt chứng kiến Quang đang phân xác của cậu mình thành nhiều mảnh rồi bỏ vào túi ni lông. Tên Quang bị công an còng tay rồi đưa đi. Hắn ta dường như biết hậu quả mình gây ra không còn cứu giãn được nữa, nên thay vì chống trả, hắn tỏ vẻ bất cần, lạnh lùng để các nhà chức trách dẫn đi. Sau khi thằng Quang bị bắt mấy hôm, tại bệnh viện, bác sĩ Hùng cũng đã biết hết mọi chuyện thông qua lời thuật lại của việc nên dội dã đi tìm Diệu. Lúc đứng trước mặt Diệu, ông không khỏi xót xa khi thấy cơ thể của cô gầy gò, tay chân khẳng kiêu, gò má đầy đặn bây giờ hóp vào trong, một cô gái rõ ràng rất xinh đẹp với ngũ quan hài hòa, không biết vì nguyên nhân gì mà lại khiến cho cô giống như người bệnh như vậy. Diệu vừa mới chợp mắt một lúc thì giật mình thức dậy. Khi cô vừa mới mở mắt ra, thấy bác sĩ Hùng cô liền ngồi lên muốn nói cái gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ông cắt ngang bằng lời nói quan tâm. Cô cứ nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi, Quang đã bị bác quả tang giết người, hắn đã bị công an bắt bây giờ việc quan trọng nhất của cô là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng còn làm đơn tố cáo hắn và mọi chuyện sau đó cứ để nhà chức trách lo và thằng việt nó lo cho nghe bác sĩ hùng nói vậy sắc mặt dịu liền biến đổi cô ngả người vào thành giường thở hắt ra một hơi như vừa trút gánh nặng ở trong lòng ánh mắt lạc quan nhìn bác sĩ hùng mà phút chốc cũng như không có biết phải nói cái gì bác sĩ nói tiếp cô bị suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể, tổn thương nội tạng. Nếu cứ tiếp tục thế này mà không có chịu nghỉ ngơi thì sẽ rất nguy hiểm. Cô không có muốn gặp lại con gái của mình sao? Nhắc đến con gái, dịu như bừng tỉnh. Trong giây lát, tinh thần của cô trở nên phấn chấn hẳn lên. Giống dĩ, cô muốn dùng hồ sơ bệnh án giả ung thư gan giai đoạn cuối để dụ quan mắc bẫy. Khi hắn tham tiền, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến cho cô chết dần chết mòn ở trên giường bệnh đến lúc đó không chỉ hắn vào tù mà mẹ của hắn cũng không có tránh khỏi tội liên can vì hành hạ và làm nhục người khác nhưng bây giờ thì cô không còn cần làm cái chuyện ngu ngốc đó nữa cảm ơn chú con sẽ nghỉ ngơi cho tốt để về gặp con gái nói xong diệu nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ một giấc cho thật ngon lành mấy ngày sau, anh Tâm gọi điện đến cho cô và nói: Người vợ mà quan hết mực yêu thương cưng chiều đã ăn nằm với người khác từ lâu, bé trai 4 tuổi đó cũng không phải là con trai của hắn, mà là của vợ hắn với một người đàn ông khác. Anh còn chụp được hình của cô ta đi chung với người đàn ông đó đó. Nghe Tâm nói, Diệu cười hả hê trong lòng, đúng là quả báo mà anh gửi hết hình ảnh giấy tờ xét nghiệm dna quan hệ quyết thống cho mẹ của anh ta coi trước giùm em một cái em muốn cho bà ta nếm mùi khi biết mình đang nuôi con giùm người khác là như thế nào anh sẽ làm giúp em cảm ơn anh mấy ngày sau đó bác sĩ hùng tình cờ nhìn thấy cái vết bớt màu đen cỡ bằng đầu ngón tay ở phía sau gáy của diệu ông đứng hình ngay lập tức vì cái vết bớt này giống hệt với cái đứa cháu gái đã hơn 27 năm qua chưa một lần gặp mặt của ông. Hơn 27 năm trước, em trai của bác sĩ Hùng yêu và kết hôn với một người phụ nữ. Sau đó không lâu thì hai vợ chồng họ sinh ra một đứa con gái đặt tên là Yên Chi. Ông biết Yên Chi có một vết bớt ở phía sau gáy. Sau đó vì nghèo không có tiền nên vợ chồng em trai nảy sinh mâu thuẫn không có thể giảng hòa người vợ ôm con bỏ đi biền biệt lúc đó yên chi còn chưa đầy hai tuổi em trai của ông đi tìm khắp nơi không có thấy sau đó cưới người vợ thứ hai rồi sinh ra hai người con không lâu sau người vợ này cũng qua đời vì bệnh từ đó ông ấy vẫn ở dậy cho đến bây giờ vị trí người con đầu ở trong nhà thì vẫn được để trống vì ông ấy tin rồi cũng có một ngày nào đó mình sẽ tìm được con gái bác sĩ hùng tìm cách làm xét nghiệm dna để xác minh quan hệ quyết thống giữa diệu và thái em trai của mình về phần của diệu cô nằm bệnh viện một tháng là một tháng việc cũng dọn vào bệnh viện ở luôn với cô vừa làm vừa chăm sóc cho cô hôm nay cô được xuất viện về nhà mà việc thì có công việc đột xuất không có ở đây được xuất viện nhưng diệu lại không thể nào cười chui được vì nhận ra mình không có một máy ấm hoàn chỉnh nào để về. Hành lý mà cô mang đến bệnh viện cũng chỉ có bộ đồ cũ trích mà cô đang mặc trên người, một cái túi vải cũ kỹ mà bên trong chứa giấy tờ tùy thân với một cái thẻ ngân hàng mà việc đưa cho cô vẫn chưa đụng đến xu nào. Ngồi trên cái giường trắng xó mà cô thấy lạc lõng vô cùng, không lẽ bây giờ cô lại chạy về nhà của việc và nói với anh rằng tôi là mẹ của con anh nên tôi phải ở lại nhà anh. Chỉ nghĩ thôi mà hai má của Diệu đỏ bừng. Dù cho da mặt của cô có dày bao nhiêu đi nữa thì cũng không có đủ can đảm chủ động gõ cửa nhà của người yêu cũ mà xin ở nhờ. Đắng đo mãi mà vẫn chưa biết nên ở đâu nên Diệu đành phải ngồi ghế đá hành lang của bệnh viện. Mắt nhìn giáo giác xung quanh như chờ đợi một điều gì đó may mắn đến với mình chợt có hai bóng dáng một lớn một nhỏ lọt vào tầm mắt của diệu người lớn không ai khác là chị thư còn đứa bé nhỏ thì rất lạ nếu như cô đoán không lầm thì bé gái đó chính là bé mi con của cô diệu không dám tin những gì mình vừa mới nghĩ là sự thật nên bắt đầu trở nên kích động cô đứng bật dậy thật nhanh nhìn chăm chú về hướng xa xa có chị thư đang dắt tay một bé gái từ từ tiến về phía mình khi chỉ còn cách cô khoảng 2-3 mét, bé gái đó đột nhiên chạy ao về phía Diệu, rồi bất ngờ khẩn lại, hướng ánh mắt ngây thơ nhìn Diệu chăm chú. Diệu đứng ngay người nhìn cô bé, đôi mắt đỏ que sắp khóc, trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc không nói nên lời. Cánh môi rung rung, Diệu mấp mấy nghẹn ngào không thành câu. Mi, con tên Mi vậy không? Dịu khó khăn lắm mới có thể thốt thành câu. Nói xong là nước mắt rơi lã chả. Cô ngồi xổm xuống đất đối mặt với bé mì. Bé mì nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi ngây thơ trả lời. Sao cô biết tên con? Dịu đưa hai tay lên áp lên má của bé mì. Khoảnh khắc này cô muốn nói là mẹ là mẹ của con đây. Nhưng lời đã đến cửa miệng vẫn không sao nói được thành câu. Cô là một người mẹ không ra gì, cô không có xứng làm mẹ, nhưng cô sẽ ở lại bên mì cùng con nuôi dưỡng tuổi thơ tươi đẹp đến khi trưởng thành. Cô không có cầu danh phận gì, chỉ mong được ở bên con mà thôi. Bé mì nhìn thấy cô trước mặt của mình khóc không có ngừng thì ngây thơ hỏi. Sao cô lại khóc vậy? Cô là mẹ của con hả? Tối qua cô Thư có nói sẽ đưa con đi gặp mẹ. Cô là mẹ của con phải không? Mị dẫn hướng ánh mắt nhìn cô không trời như đang mong đợi câu trả lời từ Diệu. Tình huống đến bất ngờ Diệu không biết làm sao nên ngước mắt nhìn lên tìm kiếm bóng dáng của chị Thư để cầu cứu. Nhưng không thấy chị đâu, lại thấy việc đứng lù lù trước mặt cách mình có dài 3 mét. Diệu thoáng giật mình, nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu và nụ cười nhẹ từ anh, cô như tiếp thêm dũng khí. Diệu nhìn xuống, vẫn thấy mi đang nhìn mình, ánh mắt long lanh to tròn của con bé như tiếp theo động lực cho cô vậy. Diệu nghẹn ngào. Cô là mẹ của con. Diệu vừa mới dứt câu, bé mi tự dưng hòa lên khóc lớn, con bé miếu máu. Sao mẹ đi lâu vậy? Ba nói mẹ đi kiếm tiền nuôi mi. Khi nào mi lớn mẹ về. Sao mà mi lớn mỹ đợi hoài, đợi hoài mà mẹ hỏng về. Mẹ bỏ mi phải không? Mẹ không có thương mi nữa mà. Câu nói ngây thơ của đứa bé 5 tuổi khiến cho Diệu sững sờ. Cô lén lút ngước mắt lên nhìn việc, chỉ thấy anh ung dung nhìn cô, dường như không có ý giải thích gì trước lời nói ngây ngô của mi cả. Thấy vậy, cô liền trấn an tinh thần con bé bằng một cái ôm thâm tình sau bao ngày xa cách. Diệu lau nước mắt cho con dỗ về an ủi. Từ nay mẹ sẽ không có đi nữa, mẹ sẽ ở lại với con. Nghe Diệu nói, mi quệt nước mắt ngay thơ. Mẹ nói thì con. Thiệt mà. Yeah, vậy là từ nay con được ngủ cùng với mẹ rồi. Hai mẹ con đang vui vẻ nói chuyện thì việc từ từ đi lại rồi cất giọng. Nè, định ngồi đó ôm nhau tới bao giờ? Không có chịu về nữa hả? Cơm tối còn chưa có ai nấu nữa đó. Nghe câu nói của việc Diệu đột nhiên phì cười nhưng rồi khi vô tình đối diện với ánh mắt nhìn lạ lẫm gương mặt lạnh như tiền của anh nụ cười trên môi của Diệu cũng tắt ngắm. Cô bối rối quay sang con gái. Bây giờ mình về nhà thôi, con muốn ăn cái gì mẹ nấu con ăn. Bé mì ngày thờ. Ừ, con muốn ăn gà chiên. Về nhà mẹ sẽ làm gà chiên cho con ăn nghe. Nói xong, Diệu đứng dậy nắm tay con gái ung dung bước đi. Việc đi theo sau hai mẹ con và liên tục mỉm cười. Chị Thư đứng từ xa quan sát, hạnh phúc cứ vậy mà đông đầy nơi khóe mắt cay cay cả hai đứa Việt và Diệu có thể hàn gắn được vết thương lòng của nhau hay không, có thể cùng nhau đi hết đoạn đường cuối cùng được hay không thì hãy để thời gian quyết định. Việc lái xe chở hai mẹ con về nhà riêng của mình, bé Mi ở trên xe không có chịu ngồi một mình mà khư khư ngồi trong lòng của mẹ cho bằng được. Nó bám mẹ như chưa hề có cuộc chia ly mà cũng đúng thôi. Lúc bập mẹ, Mi đã ý thức được ở trong nhà thiếu vắng bóng hình của mẹ. Lúc đó, mi về với ba việc chưa được bao lâu. Trong tiềm thức của con bé, hình bóng của mẹ vẫn còn dạng nguyên trong trí nhớ. Con bé hay quấy khóc hàng đêm, đến mức sốt mấy ngày liền. Để trong tim con luôn có mẹ, việc đã kể cho con gái nghe về mẹ, lấy hình của Diệu cho con xem hàng ngày. Khi mi lớn lên một chút nữa, anh không dám lấy hình có diệu ra cho xem nữa vì sợ trong cuộc sống có con vô tình nhìn thấy diệu nhìn thấy mẹ trong tay cùng người đàn ông khác thì con sẽ tuổi thân sẽ buồn con liên tục hỏi anh về mẹ và dạ, anh chỉ có thể nói là mẹ đi làm ăn xa kiếm tiền về nuôi ba con mình mỗi lần con bé hỏi là anh hay chống chế bằng câu nói đó riết rồi con bé nó cũng không có thèm hỏi anh nữa mà hỏi chị thư câu trả lời của chị thư cũng giống như anh nên con bé không hỏi gì. Nhưng anh biết trong lòng của nó đang mong ngóng mẹ nhiều lắm. Nhìn thấy hai mẹ con thân thiết, việc mỉm cười mãn nguyện như vừa mới trút đi gánh nặng đè nặng lòng mình suốt nhiều năm qua. Lúc xe chạy ngang qua trung tâm thương mại, việc cố tình ghé vô. Gian hàng mà anh dừng chân đầu tiên chính là gian hàng bán quần áo. Anh quay sang nhìn Diệu, cô muốn mua cái gì thì cứ việc mua thoải mái đi. À, cái thẻ atm lần trước tôi đưa cho cô cứ lấy mà sử dụng. cũng sắp đến sinh nhật của mi rồi, cô cũng nên thay đổi một chút. phụ nữ phải tự tin làm chủ cuộc sống, bỏ hết quá khứ đau lòng đó đi để bắt đầu cuộc sống mới. diệu chăm chú lắng nghe anh nói. bé mi nghe bà nói thì cau mày khó hiểu, nó cất giọng non nớt chất vấn bà. sao ba gọi mẹ là cô không phải vợ chồng phải gọi bằng anh em hay sao? Trong phim người ta gọi như vậy đó ba Ba mẹ của bạn con cũng không có ai gọi vợ bằng cô đâu. Dịu ngượng ngùng bối rối trước câu nói ngây thơ của trẻ con. Cô lén lút nhìn anh thì thấy anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu con gái mà nói. Sau này ba sẽ không có nói vậy nữa được chưa? Dạ. My vui vẻ gật đầu sau đó quay mặt lại nắm lấy cổ tay của Diệu kéo đi vào bên trong. Lúc đầu Diệu hơi e ngại, nhưng khi việc đích thân chọn quần áo cho mình, bé mi thì cứ đẩy cô vào phòng thay đồ. Cuối cùng, Diệu đành phải nghe theo con tim mách bảo mà thử đi thử lại gần 30 bộ đồ. Diệu chọn ra được 10 bộ. Việc âm thầm mua thêm cho cô nhiều quần áo nữa vì cô quá gầy rồi rời khỏi cửa hàng quần áo việc lại đẩy cô vào cửa hàng nội y phụ nữ hai cô bán hàng thấy một nhà ba người bước vào thì rủ rỉ dè biểu chồng thì đẹp trai phong độ để vợ ốm yếu như mang bệnh như vậy thì là chắc có lấy phải cái loại sở khanh nên mới vậy đó chắc không phải vậy đâu anh kia nhìn qua là biết người giàu có rồi còn cô đi bên cạnh chắc là ô xin Ô xin mà được ông chủ dắt đi mua đồ nghe cũng hơi lạ nghe. Lạ hay quen gì thì mày kể người ta đi, lo bán đồ đi kìa, nhiều chuyện. Dứt lời, cô nhân viên tiến về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng. Uhm, xin hỏi quý khách muốn mua loại nào? Việc không có quan tâm đến cô nhân viên đang hỏi cái gì mà chăm chú nhìn cô gái gầy yếu đang đứng cạnh mình ân cần hỏi. Em muốn mua loại nào, anh chọn cho. Nghe việc nói vậy... Tự dưng nước mắt của Diệu trào ra, chắc là do cô bất chợt nhớ về cái khoảng thời gian hai đứa hẹn hò, có lần Diệu còn rủ việc vào chọn nội y giúp cho mình. Diệu quay ra chỗ khác, dội dàng lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dọc hai bên má, sau đó quay lại nghẹn lời nói. Để... để tôi... Diệu hất hải nhìn xuống bé mi Thấy con bé chăm chú nhìn mình thì dội dàng sửa lại lời nói. Để em chọn cũng được. Nói xong, Diệu dội dàng đi lên phía trước mấy bước tùy tiện lấy dội mấy cái quần và áo lót. Hành động bất chợt rơi nước mắt rồi lau đi của Diệu khiến trái tim của Việt như có dạng mũi tên xuyên vào đau nhói từng cơn. Thấy Diệu chừng chờ mãi vẫn không có chọn được cái nào nên anh đành bước lên phía trước chọn cho cô. Anh lấy sai hơi rộng một chút để Diệu mặc thoải mái, với lại sau này cô còn phải tẩm bổ để tăng cân. Chứ nhìn cô bây giờ không khác nào là cây tre. Mua quần áo xong, việc đích thân chọn mỹ phẩm cho Diệu, ngày xưa lúc anh dẫn cô đi mua mỹ phẩm, thấy mấy cái loại đắt tiền, Diệu chỉ biết cầm lên xem rồi tiếc núi bỏ xuống. Cuối cùng thì vẫn tiếc tiền nên chọn cái loại rẻ bèo lúc đó anh có chọc cô sau này anh làm tỷ phú nhất định mua luôn cái hãng mỹ phẩm đó về sản xuất cho em sử dụng nghĩ lại thì quá khứ cứ như mới xảy ra hôm qua tuy nhiên ngày xưa cô mỉm cười hạnh phúc còn hôm nay nụ cười trên môi cô đã không còn nữa rồi mà thay vào đó là vết thương lòng lúc nào cũng đeo bám cô hàng giờ đôi mắt thì lúc nào cũng chực trào lệ rơi anh chọn cái loại mỹ phẩm đắt tiền nhất cho cô còn diệu thì cứ đứng đưa lưng về phía anh bờ dai khẽ rung lên đôi tay gầy guộc thì liên tục đưa lên lau nước mắt thấy cô như vậy anh cũng chực trào nước mắt hoài niệm về một nơi thời thanh xuân đã qua cái thời bồng bột đông nổi của một thời sinh viên ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm việc lại tiếp tục dẫn hai mẹ con đến một cửa hàng chụp hình gia đình sau khi chụp chung tấm hình gia đình ba người, việc dẫn Diệu đi mua thực phẩm. Đứng trước gian hàng thực phẩm, anh nói, em muốn mua cái thứ gì cứ mua thoải mái đi ngang. nghe. Nghe việc nói vậy, Diệu hào hứng lắm, cô dẫn con gái đi mua, con thích cái gì, muốn cô nấu món nào, cô sẽ mua món đó. Sau khi mua xong, việc phải gọi thêm ba nhân viên mới có thể xách hết đống đồ này ra xe. Trên đường về nhà, bé My cứ luyên thuyên mãi không ngớt. Tối nay cho mẹ ngủ chung với con một hôm nha ba. Việc chưa biết trả lời thế nào thì bé My lại nói. Một hôm thôi, ngày mai sẽ trả lại cho ba mà. Con bé nói xong là tròn mắt nhìn việc như đang mong đợi. Không còn cách nào khác việc đành nói. Ba và mẹ cùng ngủ chung với con, được không? Bé My hớn hở đáp. Dạ, dứt lời cô bé lại trút vào người của mẹ mà âu yếm như sợ rằng mẹ sẽ tan biến mất thấy vậy diệu hôn lên trán con bé trấn an xe chạy một lúc là về đến nhà diệu sững sờ nhận ra đây chính là ngôi nhà mà lần trước cô bị ngất xỉu anh đã đưa cô về còn nói là sau này sẽ cùng mẹ của con gái sống ở đây nghĩ đến câu nói đó của anh trái tim cô như chững lại một nhịp cảm giác quá đỗi ấm áp cứ như vừa mới tỉnh lại sau khi mơ một giấc mơ đẹp đẽ nhưng khi nghĩ đến tình cảnh của mình thì trong cô chỉ có tiếc nuối và ngỡ ngàng hiện thực khiến cho diệu như rơi vào trũng băng lạnh giá cô chỉ ước mình được ở lại đây cho đến khi nào việc lấy vợ khác đến khi bé mi trưởng thành có thể tự chăm sóc bản thân Việc mở cửa cho hai mẹ con bước xuống xe, còn chưa kịp bước đi, bé My đã nắm lấy cổ tay của cô kéo vào trong nhà. Mẹ à, con dẫn mẹ đi coi phòng của cô nghe, đẹp lắm, là, là, là ba làm cho con đó. Bé My hân hoàng nói, dịu nhìn con bé vui vẻ hạnh phúc mà thầm cảm kích việc từ tận đáy lòng. Khi vào tới bên trong, bé My buông tay mẹ ra, chạy lon ton khắp nơi giới thiệu cái này giới thiệu cái kia diệu cũng mỉm cười trước sự hiếu động của con việc lúc này cũng kịp bước tới đứng phía ngay sau lưng diệu kể từ khi gặp nhau lần đầu tiên anh thấy cô cười tự nhiên tới như vậy Mẹ à con ở đây chơi ngang ba mượn mẹ một lát dạ dứt lời con bé chìm đắm trong thế giới gấu bông của mình mà quên không có quan tâm đến mẹ nữa Việc nắm tay Diệu kéo qua căn phòng kế bên rồi khóa cửa. Cô nhìn căn phòng một lượt, cảm giác vẫn quen thuộc như lần đầu đến đây. Nhưng dường như việc đã đổi rèm cửa, cái giường hình như cũng lớn hơn một chút, còn có thêm bàn trang điểm, một cái ghế massage. Thấy Diệu ngay ngốc việc lên tiếng. Bản cam kết mà em đã ký lúc trước, anh quỷ bỏ, em không cần phải làm gì nữa hết, làm vợ anh thôi. Diệu nhìn anh, gương mặt có chút sững sờ. Qua một lúc cô vẫn không biết phải nói cái gì cho phải. Việc thấy cô im lặng thì nói thêm. Ngày mai anh chở em đi đăng ký kết hôn. Anh biết bây giờ em không có tâm trạng. Nhưng anh nghĩ em sẽ không có phản đối vì bé mi cần một gia đình trọn vẹn Việc vừa mới dứt câu, mắt Diệu cay xè rồi nước mắt tuổi thân không có tự chủ mà rơi xuống. Cũng đã hơn 8 năm kể từ khi chia tay Việc dẫn như vậy, nhẹ nhàng mà tình cảm. Khi cô nhận ra biểu hiện của mình hơi có quá phận, thì cũng là lúc việc đã đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt ở trên mặt của cô. Cử chỉ nhẹ nhàng tình cảm của anh khiến cho Diệu đau lòng. Cô muốn nói với anh một vài điều, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Lòng ngược như có cái gì đó nó nghẹn nghẹn, khiến cô không có thốt được nên lời nhìn thấy diệu giận cứ cúi đầu không có ý định sẽ trả lời mình việc tưởng cô không có đồng ý nên cũng không có muốn nhắc đến cái chuyện này nữa nhớ tới cái đống đồ còn nguyên ở trên xe chưa có lấy xuống việc nhìn diệu xuống dưới nhà đem đồ lên phụ anh nghe nghe nói vậy diệu mới miễn cưỡng ngước mặt lên nhìn anh nhưng chỉ một giây sau đó việc bất ngờ đi đến trước mặt của cô Cô bối rối không biết làm thế nào thì anh đã nói. Em khóc à? Em... Em... dịu ấp úng mãi mà không nói được thành câu. Thế vậy việc lại nói. Vì sao lại khóc? Là vì anh hay sao? Em... Em... dịu như bị dồn vào chân tường. Cô không biết bản thân mình phải nói cái gì để có thể khiến mình thanh thản được đây ngày xưa chính cô là người dùng lời lẽ khó nghe để cự tuyệt anh, bây giờ chính cô là người đang sống trong sự tử tế của anh. Anh càng nói càng quan tâm đến mình, là Diệu càng cảm thấy mình không có ra cái gì. Sau một hồi suy nghĩ, Diệu lấy hết can đảm mà nói: Anh đừng có đối tốt với em như vậy. Anh càng làm như vậy, em thấy mình thật là hèn mọn. Em không có xứng để anh làm như vậy đâu anh cứ coi em như kẻ ăn người ở, ở trong nhà là được rồi em chỉ cần cơm đủ ba bữa cho em được gần gũi với con gái như vậy là đủ rồi em không cầu gì cả vừa nói dịu vừa khóc nớt thành tiếng nói xong nước mắt nước mũi Ngẹn đắng ở cổ họng việc thấy vậy liền nói bây giờ anh có tiền rồi anh sẽ không có để cho em phải khổ lại càng không có muốn con của mình tuổi thơ phải vắng mẹ lấy anh đi anh đảm bảo sẽ không có để cho em phải khóc thêm một lần nào nữa đâu. Cái tên chồng cũ của em đã bị bắt, anh cũng đã liên hệ với luật sư để hoàn tất đơn tố cáo. Rất nhanh thôi, hắn ta sẽ hầu tòa trả giá cho mọi hành vi mang trợ của hắn. Nói xong câu này, việc nhớ tới cái hôm qua anh đã đem hàng chục tấm ảnh cưới từ nhiều năm trước của vợ quan và tên giám đốc đang thay thế chức vụ của hắn trong công ty, còn có bản xét nghiệm dna chứng minh hắn và con trai của hắn không có quan hệ quyết thống nào hết gồm hết tất cả gửi vào cho hắn không những vậy anh còn gửi thêm một bản nữa cho mẹ con của quang kèm dòng chữ quả báo không cần nghĩ quá nhiều việc cũng dễ dàng liên tưởng đến cái bộ mặt của quang lúc mà hắn ta biết tin đó người xảo quyệt độc ác như hắn có khi sẽ phát điên lên nếu biết được bao nhiêu tiền tài công sức bỏ ra suốt mấy năm đều nuôi vợ và con trai người khác. Giọng có dịu trung trung chan hòa nước mắt. Em từng bị cưỡng bức. Dù được giải cứu không có lâu sau đó, nhưng đời tư của em đã không có còn trong sạch nữa rồi. Anh muốn lấy một người phụ nữ như em hay sao? Bên ngoài có rất nhiều người con gái tốt hơn em gấp trăm ngàn lần để anh lựa chọn mà. Hà cớ gì phải là em em không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu thiệt đó nguyện vọng lớn nhất của em là được ở bên cạnh con gái vậy là đủ rồi nói ra những lời thật lòng diệu cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút đi gánh nặng ở trong lòng mình cô nhìn việc mỉm cười lạc quan rồi nghẹn ngào nói thêm nếu có thể quay ngược lại thời gian em chọn nghe anh giải bài lúc ở nhà hàng đó em vẫn chọn sinh con ra Nói đến đây, đôi mắt Diệu nhỏ lệ, muốn nói thêm một câu nữa, nhưng rồi lại không thể thốt được nên lời. Việc thấy vậy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. Lấy anh đi Diệu, anh không muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa, anh không muốn phải nói dối con thêm một lần nào nữa đâu. Em đồng ý. Diệu nghẹn ngào nói, cô khóc thúc thích, cảm giác được yêu thương che chở khiến cho Diệu không sao kìm nén được cảm xúc trong lòng cảm giác lân lưng, lưng hạnh phúc như đang có một làn nước ấm chảy qua tim. Đột nhiên bé mi từ bên phòng của nó chạy qua, thấy ba mẹ đang ôm nhau thì dội che mắt lại chạy lon ton ra ngoài, vừa chạy vừa nói. Cô Thư tới đón con rồi, con về nhà cô Thư ngủ. Cách đây ít phút, chị Thư có đến nhưng chị đến âm thầm vì không biết. Không biết hai cô cháu nói cái gì với nhau mà con bé my nó lại không chịu ngủ cùng giường với ba mẹ nữa mà đòi về nhà cũ ngủ cùng với thiên an sau đó mấy phút việc già diệu nghe tiếng động cơ xe từ xa xa rồi mất hút trong màn đêm không gian xung quanh bắt đầu chìm trong tĩnh lặng diệu gối đầu lên tay của việc tình cảm như đôi vợ chồng son việc từ tốn kể lại quãng đường gian nan của mình cho dịu nghe sau khi chia tay em anh phải bán hết nhà cửa ở dưới quê để lo cho mẹ và em gái nằm bệnh viện trước lúc mẹ nhắm mắt anh mới biết mình không phải là con ruột của mẹ cũng trong thời gian đó anh vô tình gặp được chị thư chị thư thấy anh giống với ba của chị ấy lúc trẻ nên mới hỏi thăm về anh sau đó chị thư lấy tóc của anh đi làm dna kết quả anh và chị đúng là chị em ruột thật ba mẹ ruột của anh cũng qua đời cả rồi để lại cho chị ấy gia tài đồ sộ sau này anh làm giám đốc công ty đại việt đức chính thức thừa kế khối tài sản mà ba mẹ để lại còn chị thư thì lập công ty riêng tự mình quản lý lúc đến gặp sư cô và mẹ của em anh nói mình là ba ruột của bé mi nên hai người mới đồng ý đưa mi cho anh nuôi dưỡng sau đó anh đi du học và bị tai nạn mất trí nhớ chị thư phải đem theo bé mi qua mỹ cùng với anh thường xuyên đi đi về về giữa hai nước để quản lý công ty anh may mắn thiệt đó nghe anh kể dịu cười mãn nguyện người tốt luôn gặp may mắn nếu năm xưa cô biết bộ mặt thật của quang sớm hơn một chút thì có lẽ cuộc đời của cô đã không phải cay đắng tuổi nhục như thế này Cả hai trò chuyện tới khuya, Diệu mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này, Việt trốn rén bước xuống giường, lén lúc lấy những tập tài liệu mà anh điều tra về cô, đem ra sau nhà đốt đi. Anh không muốn Diệu bận tâm đến quá khứ đau lòng này nữa. Sáng hôm sau, Diệu cùng với việc đi đăng ký kết hôn, cũng trong ngày bác sĩ Hùng có đến công ty gặp việc, cả hai nói chuyện rất lâu. Buổi tối việc trở về nhà thì thấy hai mẹ con đang ngồi chơi búp bê cùng nhau thấy ba về bé mi hớn hở chạy ra ừ, ba về rồi mẹ ơi ba về con có đồ chơi ừ, ba về mẹ cũng có đồ chơi diệu quay đầu lại thấy chồng thì chạy ra mừng ừ. anh về rồi hả anh đã tìm được ba mẹ ruột của em rồi diệu nghe xong tâm tình có chút kích động xen lẫn vui mừng anh vừa mới dứt câu dịu sốt sắng anh nói thiệt hả việc không trả lời mà đi ra ngoài sân một lúc sau anh bước vào theo sau chính là chú hùng bác sĩ chú còn dẫn theo một người đàn ông trung niên trạc tuổi của chú đi theo sau còn có hai người nữa nhỏ hơn dịu một vài tuổi chị hai chị hai con gái của bà cuối cùng ba cũng tìm được con rồi cả bốn người đồng loạt lên tiếng diệu miếu máu nói không thành lời cổ họng nghẹn lại chỉ có ánh mắt nhìn về phía mọi người tràn ngập niềm yêu thương nước mắt của diệu chảy ra vì hạnh phúc chú hùng đứng cạnh không có kiềm nén xúc động liền nói diệu à, đây là ba và các em của con đó ông ấy tên thái còn à, hai em của con tên là hòa và trân Lúc ở bệnh viện, bác thấy trên người của con có một vết bớt y hệt như đứa cháu đã thất lạc của bác, nên mới lấy tóc của con làm xét nghiệm DNA. Kết quả con đúng là cháu gái của bác thiệt đó. Chú Hùng nói xong, lấy tay lau nhẹ hàng nước mắt ở trên mặt. Ông nhìn Diệu mỉm cười hạnh phúc. Diệu nhìn họ, nước mắt hạnh phúc thi nhau rớt xuống thành hàng. Cuối cùng, cô cũng có thể nói cho ba mẹ nuôi biết rằng cô đã tìm được gia đình chuột thịt của mình rồi. bà bà khỏe không? Ừ, các em khỏe không? Diệu nghẹn ngào nói, dằn lòng sẽ không có khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn rơi hoài không thôi. mấy cha con ôm chầm lấy nhau, từng giọt nước mắt hạnh phúc và đoàn viên mãi động lại trong tiềm thức của mỗi con người như một kỷ niệm không phai nhòa. Sáu tháng sau. Quang bị kết án tử hình với các tội danh giết người, hành hung, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và hối lộ, bắt cóc tống tiền. Ông Nam Hổ bị kết án 10 năm tù về tội cho vay nặng lãi, gây rối trật tự công cộng. Đám đàn em của ổng mỗi người 2 năm tù. Về phần cô vợ lừa gạt Quang, hạnh phúc chẳng bao lâu thì cũng tan vỡ. Gia đình của Quang thì mỗi người một nơi, căn nhà của gã cùng toàn bộ tài sản bị bà mẹ bán lấy tiền chạy án cho gã từ tử hình xuống chung thân em gái của gã thì sau khi khỏi bệnh thì như điên như dại đưa vào trại tâm thần không bao lâu sau mẹ của gã cũng lìa đời vì căn bệnh ung thư quái ác diệu thì bắt đầu làm quen với cuộc sống mà cô hằng ao ước chồng đi làm cô ở nhà chăm sóc con cái trồng rau trồng hoa cũng có thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn Cuối cùng thì Diệu cũng đã lấy lại được dốc dáng làn da cô trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Vì Diệu đã từng trải qua bất hạnh ở đây nên việc không có muốn tổ chức hôn lễ ở nơi này để tránh miệng đời dèm pha, việc sợ làm đám cưới rình trang có người nhận ra Diệu sẽ làm cô tổn thương thêm lần nữa nên mới lo xa như vậy thôi. Việc đưa Diệu đến Bali làm lễ cưới hoành tráng như cổ tích ngôn tình, sau khi kết hôn không lâu, Diệu mang thai, bé My lên chức chị hai của một em trai. Gia đình của Việt và Diệu từ đó tràn ngập tiếng cười. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 cũng là tập cuối của bộ truyện tình mẫu tử tác giả đình lam lam phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới xin chào tạm biệt